Rồi, xin chào quý chị, đây là đại lộ Lê Hồng Phong, thuộc nhóm 1 dự án HUD, xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai ha. Chiều này khoảng 2 km nữa thì mình sẽ về lút lên xuống cao tốc Bến Lức Long Thành, đi khoảng 5 km nữa thì mình sẽ về cầu Phước An, cảng Phước An. Qua 15 km thì mình sẽ về cảng Cái Mép Thị Vải, còn chiều ngược lại đây thì 8 km nữa thì mình sẽ về đường Vành Đai 3, qua quận 9, thành phố Thủ Đức khoảng 15 km ha. Mặt tiền hôm nay mình sẽ giới thiệu đến chị một lô đất nó nằm ở trong một sẹt của cái đường Lê Hồng Phong này, đó xuống chiếc xe đó. Nó là lô đất đấu lưng với cái lô mặt tiền đường Lê Hồng Phong này quý chị. Đất sắt với Lê Hồng Phong luôn quý chị ha. Đấy, bây giờ mình sẽ vào quay cái lô đất cho quý chị xem nhé. Ở đây thực địa lô góc này quý chị ha. Lô góc công viên này, công viên mini nhá, nó nằm ở vị trí này. Nhìn lên công viên luôn. Mình có thể tận dụng được công viên mini này luôn của dự án luôn quý chị. Trong này là khu dân cư rồi. Và cái đường 16m đây, vỉa hè 4m và lòng đường 8m quý chị. Ngay sát được Lê Hồng Phong rồi. Lô đất này 296m2. Hạ tầng hoàn thiện, điện trên đầu luôn này quý chị. Điện ở trên trước đất luôn này. Lô đất này nó bám cái mặt tiền đường 16m này rất là dài quý chị ha. Hình thể của cái lô đất mình để trên màn hình quý chị. Cái kích thước, các cái số đo của nó mình để trên màn hình nhá. Trên bản đồ quy hoạch đó, trên sổ đó quý chị. Sổ hồng riêng rồi. Lô góc nhìn lên công viên và một bên đường 16m sát đường Lê Hồng Phong luôn. Vị trí rất là đẹp. Thực địa của nó đây quý chị. Cỏ nó mọc hơi nhiều ha. Nhưng mà cái này thì làm cỏ này thì cũng mất cũng khoảng vài tiếng đồng hồ thôi. Mình thuê người họ vạc cái cỏ này đi là đất nó trống ra nhìn rất là đẹp luôn. Trong khu dân cư đây. Khu này thì đông dân nhất của dự án HUD rồi, thuộc nhóm 1 của dự án HUD quý chị. Bên kia cũng có dân ở nhiều. Bên kia là khu dinh thự và khu biệt thự vườn. Đối diện bên đây đây cũng là khu biệt thự vườn này. Bên trong đây thì nó có các cái phân khúc khác, nhà phố và liền kề ha. Đây là phân khúc nhà vườn này. 296m2, chủ đang mong muốn bán với lại cái giá là hơn 14 triệu một mét vuông thôi quý chị. Vị trí rất là đẹp luôn, sát đường lớn, có thể kinh doanh được luôn quý chị ha. Mình mở các cái dịch vụ cà phê này rồi là quán ăn chẳng hạn này. Sau này có dân về ở nhiều hơn thì mình sẽ phát triển được các dịch vụ đó. Spa, thẩm mỹ viện. Thường thường là như ở thành phố Hồ Chí Minh nhá, những cái khu, những cái lô đất mà nó ở trong cái một sạc của những cái đường lớn như thế này thì người ta sẽ kinh doanh có hiệu quả hơn và đông khách hơn là các cái lô mặt tiền của những cái đường lớn đấy quý chị. Nó rất là gần đường lớn rồi, vô có thể kinh doanh. Khu vực này sổ sẵn thì mình không cần phải xây nhà, mình sẽ để luôn cái lô đất này mình làm quán cũng được luôn ha. Không có ai, không có chủ đầu tư sẽ không bắt mình phải xây nhà theo thời gian nào cả. Quý chị quan tâm đến lại mình ha, lô đất rất là đẹp. Xin chào, hẹn gặp chị các cái video sau và có nhiều sản phẩm khác. Quý chị kết bạn Zalo mình sẽ gửi qua cho chị xem thông tin những cái lô khác, đất khác ha.